Hello, em Lê Gia Học ở Thuận An Bình Dương, chuyên chỉ về các cái hàng mini, hàng âm thanh nội địa Nhật trên toàn quốc. Ngày mới xin mến chào tất cả các bác. Thì đến với cái video của em học bán hàng trên YouTube ngày hôm nay, thì cho em xin gửi lời chúc tốt đẹp đến tất cả các anh em trên toàn quốc và đại gia đình luôn luôn may mắn, an lành và hạnh phúc. Thì vào đầu video, vẫn như là thường lệ, em sẽ giới thiệu và chốt lại cái món quà, là món quà là để anh em chúng ta chơi game show mini, để gọi là vui vẻ, và đặc biệt là chủ yếu là để ủng hộ cho kênh của em ngày càng phát triển hơn và có lượt tương tác cùng với em Lê Gia Học ở Thuận An Bình Dương hơn. Thì em đã chốt vào trước lúc quay video, trước giờ quay video, thì coi như video ngày hôm qua là em đã chốt, cũng vẫn chưa có ai trúng. Anh em vẫn đang trên cái đà gọi là bình luận gần trúng và sát nút, cũng giống như là đang gây rất là gay cấn trên rất nhiều anh em đang bình luận cũng giống như là ủng hộ em. Thì món quà là một cái đầu Sony J3MD cho chất âm cực hay và cực mạnh và cực lực các bác nhá. Ngoại hình là nguyên zin và nguyên bụi và trước mặt điện thoại của em đây. Thì ngày hôm nay các bác vẫn tiếp tục vào chơi cùng với lại em, cùng với các anh em ở trên toàn quốc và để ủng hộ kênh cùng với em. Và ngoài ra thì còn các cái mã bán hàng, các bác ưng mã nào thì cứ gọi điện cho em ở trên cái số điện thoại em ghi vào phần mô tả là cái bạn Zalo, em sẽ gửi hình cho các bác. Đấy, thì đây là món quà các bác nha. Thì đây là tờ tiền. Quà thì nó cũng phải đẹp, quà thì cũng phải chọn cho nó đàng hoàng các bác nha. Nhưng mà chỉ có cái tình trạng với bụi là em chưa lau thôi, với lại tình trạng là em không có sửa được thôi. Đấy, thì đang trong vào bắt đầu là gây cấn này, có nhiều anh em đoán rất chi là sát sát sao đấy. Thì em nghĩ ngày hôm nay là sẽ ra đấy, số nó sẽ ra, bởi vì anh em chúng ta đã đoán những cái số khác rồi. Ngày hôm nay các bác đoán số khác thì chắc chắn là nó sẽ ra, và cố gắng để cho nó ra để em giao cái phần quà này đi cho các bác này. Thì đây vẫn là cái tờ tiền 20k các bác nha. Em có để lòi ra cái số là 2077 này đấy, và các bác đoán cho em ba số cuối nhá, ba số cuối của đồng tiền. Đấy, chơi ba càng, và đồng thời nữa là cho em xin để hợp lệ, và đồng thời là ủng hộ em kênh em, thì cho em xin một nút đăng ký. Đấy, và ấn chung ở bên tay phải màn hình tivi và điện thoại của các bác, và đồng thời là cho em xin một like. Đấy, một like để tương tác kênh cho em, và cũng là hợp lệ với món quà. Đấy, thì các bác vào chơi cùng với anh em, cùng với em, và ủng hộ em cho nó vui. Đấy, các bác nha. Đấy, đang đến quà đang đến hồi gây cấn rồi các bạn. À, rồi em xin 2 phút đồng hồ như vậy để em qua món quà này. Và đi vào video bán hàng thì ngày hôm nay em lên 12 sản phẩm nguyên về đầu công suất. Công suất giải mã, nghe nhạc của Onkyo. Có những con đời thấp, có những con đời cao. Thì không làm mất thời gian của các bác nữa, thì em xin vào video này. Đây là một cái đầu Onkyo của mã số 1 các bác nhá. Mà số 1 này là model là FRX7 này. FRX7 đây các bác. Mặt mũi sáng trắng, nguyên bụi, nguyên zin. Và em bán tình trạng. Thì tình trạng của con này là chạy AUX các bác nhá. Chạy AUX. Đấy, toàn thân thì tắm rửa lau chùi đi cái là nó sẽ đẹp. Đấy, đây các bác. À, đây thì hông bên này này, qua vận chuyển này là nó có móc cái này, thì tháo ra một chút. Bốn cái ốc ở đây, hai cái ốc ở đằng sau, là lấy cái tua vít hoặc cái gì đó đập lại được. Còn em thì em cứ để như vậy á, có sao em bán như thế, để có những anh em nhất, rất nhiều anh em thích vọc vạch, cũng giống như là ngâm cứu về những cái hàng Nhật này, nó nguyên zin nguyên ốc này là rất là thích đấy, chứ em không có lau chùi. Và đây là sử dụng là điện 100 các bác này, công suất là 48W đấy. Hệ số để ghép loa là từ 4 đến 16 ohm các bác nha, có thích hợp thêm cổng súp này và optical in và out, và đồng thời nữa là các line nghe nhạc. Ví dụ như là line in, line out và line tap, line CD đầy đủ các bác nhá. Còn đây là về phần ngoại hình. Đây các bác, đấy rồi, em vướng cái dây điện, em đang cắm điện nó lên màn hình cho nó sáng, cho nên là em quay lại nè. Đấy, ngoại hình thì cơ bản là đẹp các bác nhá. Đấy, cơ bản là đẹp, chỉ tắm rửa đi là nó sẽ sạch sẽ thôi, mấy cái này là bụi các bác này. Bụi nha. Đấy, em có xem thử trên tivi rồi, xem các bác xem trên tivi rất là rõ. Rồi các bác ngắm mã số 1 cái là em qua này. Và em báo giá luôn này, 750k em bao ship các bác nhá. Đèn này là đèn màu màu đỏ. Đấy. Rồi em qua nhá. Rồi, em qua mã số 1.
Qua mã số 1 thì nó sẽ đến là mã số 2 các bác. Mã số 2 thì em xin giới thiệu một cái đầu của FRUN9. Dòng này cũng thuộc vào dòng đời cao các bác nhé. Chạy tình trạng là chạy CD, MD, AUX, nghe nhạc qua máy tính laptop. Ngoài ra thì các bác về thử xem là cái đĩa DVD nó có chạy không nha. Thì thường thường là nó sẽ chạy MD thì nó sẽ chạy DVD. DVD tức là đĩa phim, đĩa hình, à đĩa 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 hình và cả cả hát nữa. Đấy. Và ngoại hình của nó là màn hình của nó là xanh. Đấy, màn hình xanh. Đây các bác nha. Ngoài ra thì đây là ngoại hình hông này. Đấy, em đi từ từ vậy để cận cảnh để cho các bác nhìn thấy cho nó rõ này. Đây các bác nha, về hậu sau này. Hậu sau thì sử dụng điện là 100 bởi vì hàng của Nhật, 66W các bác nha. Con này công suất rất cao, 66W. Và đồng thời nữa là có sử dụng thêm cổng 3.1 video út này. Cái này dùng để xem phim, bởi vì nó có chạy DVD thì nó sẽ dùng để xem phim. Đấy. Từ 4 đến 16 ôm ghép loa các bác nha. Thì các bác về có thiết bị thì ghép vào, ngoài ra còn có optical này, optical làm giải mã. Con này là dòng đời cao các bác nha. UN9 thì dòng đời cao. Đấy. Đây các bác. Đấy, cái này là anh em gọi là full chức năng. Đây mã số 2 đây. Mã số 2 đây thì em quay cái để em qua các bác này. Rồi em bán 1 triệu mốt bao ship các bác. Ngoài hình đẹp, 1 triệu mốt bao ship. Rồi em qua. Để qua mã số 3 các bác. Mã số 3 thì cũng là một cái đầu của Onkyo. Đầu Onkyo này là của model là FRX7 DVD. À, 7 DVD. Đấy, màn hình này cũng là màn hình LED xanh các bác nha. Đấy. Tình trạng là chạy CD và AUX. Đấy, đây là phần ngoại hình mặt. Đấy, đây là về phần ngoại hình về thân. Đây là về phần ngoại hình về hậu sau. Đấy, thì con này cũng thuộc vào là dòng đời cao này, sử dụng điện 100. Đấy, 65W các bác, công suất cao. Đây có tích hợp thêm optical làm giải mã in và out và các cái cổng như là control này, rồi 3.1 thích hợp xem video này. Đấy, con này những cái cổng như con này là nó chạy DVD các bác nhá. Đấy, các bác về test thử DVD xem là nó có chạy hay không. Em ở đây em không có DVD cho nên là không có, em không có test. Đây các bác, rồi. Mã số 3 các bác này, mã số 3 này em bán 950 này, 950 em bao ship này. Nói chung là cũng là màn hình xanh, cũng là dòng đời cao nhưng mà nó không thể bằng con UN9 được. Thứ nhất là UN9 nó mới hơn, thứ hai tình trạng nó chạy full hơn. Các bác nha. Rồi em qua này. Qua mã số 4 các bác. Mã số 4 thì em xin giới thiệu là một cái đầu của FR X9A này. X9A này thì ở đây là hơi cấn một chút do vận chuyển các bác nhá. Đấy, cho nên giá thành như con này là cũng thuộc vào dòng đời cao mà em bán rất là rẻ. Đầu chín là cao ở đây. Ngoại hình đấy các bác. Đấy, thì bán hàng ấy, thì cân đối vào những cái ví dụ như là về phần ngoại hình, rồi về phần chức năng, rồi về phần zin thì khỏi phải nói, là hàng của em thì em bao zin đây các bác nhá. 55W các bác này. X9A sử dụng điện 100. Từ 4 đến 16 ôm ghép loa rất chi là rẻ các bác nhá. Súp này. Optical làm giải mã này, các line này, ngoài ra còn có hình chữ, cổng chữ U này để sử dụng vào một số việc cho các bác rành, giống như là em hiểu hơn, vọc vạch hơn. Đây các bác nha. Rồi các bác ngắm mã số 4 ngay là em qua này. Mã số 4 ngày hôm nay em bán với giá là 750 các bác này. 750 này. Rồi, em qua này. Qua mã số 5 các bác. Mã số 5 thì cũng một cái đầu audio rất chi là đẹp. Đây, rất chi là đẹp. Đấy. Là cái đầu của N7TX, dòng này là cũng thuộc vào dòng đời cao các bác. Đây, con này là loa của nó màng lõm này, đèn rất chi là đẹp. Đấy, đèn rất chi là đẹp. Bởi vì con này loa của nó chuẩn, loa của nó là loa màng lõm sợi carbon. Đấy, đây các bác, đây về hậu sau đây. Sử dụng điện 100 các bác nhá. Sử dụng điện 100, 46W. Và có cổng súp, các line nghe nhạc và optical làm giải mã. Như dòng này là từ 7TX này là giải mã cực kỳ ok rồi. Dòng Onkyo và đèn ông thì thường thường giải mã nó sẽ ok. Đây các bác nha, line nghe nhạc ở nơi này cũng được. Đấy, nghe cổng này thì chắc chắn cho chất âm hay. Rồi mã số 5 này các bác ngắm cái em qua này, em bán với giá 850 bao ship các bác này. Rồi em qua.
Ở mã số 6 các bác. Mã số 6 là một cái đầu của Onkyo của CR18525 mã. Đấy, đầu này nhỏ gọn, cho chất âm và ghép loa rất là dễ. Đây các bác. Đấy, bác nào không không thiên về giải mã chỉ nghe AUX thôi thì giá rẻ hợp lý. À, để mua về này, ra ban các bác này. À, để 100 này. À, con này là 40W. À, công suất nó vậy thôi nhưng mà nó thực tế nó kéo được những đôi loa rất chi là to các bạn. Đấy. Rồi những dòng loa cổ á. Rồi các bác, đây là phần ngoại hình. Cho chất âm rất chi là hay. Hệ số ôm ghép loa thì được rất rộng, từ 4 đến 16 ôm. Rồi mã số 6 các bác này, mã số 6 này em bán 500k bao ship này. Rồi, em qua nhá. Rồi em qua mã số 7 các bác này. Mã số 7 thì em thanh lý này. Em thanh lý cái đầu của Onkyo V77 tiếc quá các bạn. Này, tiếc quá đây này. Mà nó về thì bị như thế này. Con này V77 này thì là rất là ok. Đây các bạn, ngoại hình đây rất là đẹp. Đây về nó bị như thế này. Thứ nhất là dây nguồn là bị cắt như thế này. Em cắm rồi không lên nguồn. Và cái hộp chắn gió này là không thấy đâu nữa các bác nha. Đấy, cái này là hộp chắn của cái hộp thôi, chỉ là cái hộp thôi, vặn hai con ốc vào đây là xong, con ốc đây là xong. Với mấy cái chân nó ghim vào đây là xong. Hộp chắn gió này không thấy đâu nữa, optical này. Đấy. Và tình trạng là con này là không lên nguồn các bác nhá. Cắm điện im gel của V77 này. Dòng V77, dòng V này là ngon nhưng mà tiếc quá này. Mặt mũi đẹp thế này mà nó không lên các bác. Nó không lên điện. Đấy các bác. Rồi. Ngày hôm nay em thanh lý con này 450 các bác nha. Các bác thợ hoặc là rành vọc vạch thì lấy về. Đấy, em bao ship các bác nha. 450 bao ship toàn quốc. Đấy, núm đầy đủ. Tất cả đầy đủ. Đấy, các bác thấy em bán hàng ấy, kể cả là mất núm mất cái gì em cũng cứ có những cái gì em để đó, cho nên em không có lấy từ cái này bỏ sang cái kia, em ít khi em lấy lắm. Đấy. Rồi, các bác ngắm cái để em qua này. 450 này. Các bác về vọc vạch. Rồi mã số 8 này, mã số 8 là một cái đầu của X9A các bác này. Con này tình trạng là chỉ chạy AUX thôi các bác nhá. Đấy, dòng X9A thì cũng là dòng đời cao. Đấy, về phần ngoại hình đây các bác. Đây các bác. Đấy, có cổng chữ U này. Điện là sử dụng điện 100 này, con này 55W các bác nhá. Rồi optical này, cổng súc này, công suất cao. Đấy, của X9A, đấy, cơ bản là cũng đẹp. Đây các bác, mã số 8. Rồi mã số 8 này thì em bán với giá 800k em bao ship coi nha. 800k một cái đầu X9A. Rồi em qua này, các bác ngắm cái em qua. Rồi em qua bên bên mã số 9 này. Đây mã số 9 các bác, mã số 9 là một cái đầu của FRX7 này. Đấy. Đây các bác. Tình trạng là chạy MD AUX này. CD thì vẫn chạy nhưng mà nó kén đĩa các bác nha. Nó kén đĩa lắm luôn đấy. Mắt yếu hoặc là nó dính bụi rồi. Đấy thì con này ngoại hình đẹp, cao. Đây các bác. Đây là về phần đằng sau này. Đằng sau thì sử dụng điện 148W các bác nha. Đấy, từ 4 đến 16 ohm. Ghép loa thì thoải mái đối với dòng Onkyo này rồi. Đấy, optical làm giải mã và cổng súp và các cái line các bác này. Đấy. Rồi em quay lại này. Đấy, thân hình này. Không có bề vỡ, chỉ có bụi thôi. Đấy thì con này ngày hôm nay em bán với giá là 800k. Em bao ship các bác nha. Đấy các bác xem kỹ nha. Rồi em qua mã số 10 này. Mã số 10 là một cái đầu của FRX7 các bác. Tình trạng là chỉ chạy AUX thôi. Mặt mũi đẹp. Đấy, còn MDCD là không chạy các bác nha. Ngoại hình đây. Đây, đây. Rồi sử dụng điện 100 các bác, con này là 48W. Đấy. Và có optical làm giải mã ok. Súp này. Đấy, đầy đủ. Từ 4 đến 16 ohm các bác nha. Đấy, gọi nó như nhau. Đấy. Onkyo thì cái hệ số ohm nó rộng. Rồi mã số 10 này 750 các bác này, em bao ship. Rồi em qua mã số 11. Mã số 11 là một cái đầu Onkyo của FRX7 luôn các bác. Đấy. Ba con X7. Đây. Kết thúc lô cũng giống như là kết thúc Onkyo và đèn ông. Đấy, để tiếp tục về lô mới. Rồi các bạn. Điện 100 các bác, 48W này. Có cổng súp này, optical làm giải mã này.
tình trạng là chạy MD và AUX, nghe nhạc qua máy tính laptop các bác, làm giải mã nghe nhạc qua mạng, qua tivi. Đấy, mã số 11 này em bán với giá 800k em bao ship các bác nha. 800k em bao ship. Đây các bác ngắm nghe em qua. Rồi em qua này. Rồi, tiếp tục đến mã số 12 là kết thúc video. Đấy thì ngày hôm nay em thanh lý một cái đầu của dàn đại đầy đủ nút, đầy đủ mặt mũi màu đen, sang trọng, sạch sẽ. Đấy, đầy đủ này, equalizer đầy đủ này. Tình trạng của cái dàn này á là đủ cáp và mất cái nút nguồn này cho nên em không có test được các bác nha. Đấy, còn tất cả là nguyên zin, nguyên bụi con 5 ly này. Rất là đẹp. Đấy. Các bác nhìn này, mặt mũi rất là đẹp. Đấy, dàn này thì đồng bộ cũng giống như là ngon lành cành đào thì có giá không rẻ các bác nha. Đấy, và đây là phần ngoại hình. Đây các bác. Đây là phần ngoại hình. Đấy, cáp đây các bác này. Cáp đây thì một cái sợi này em hàn lại rồi nhưng mà nó còn bị thiếu một chút, do nó cắt sâu quá, cắt lẹm quá nên bị thiếu một chút. Thì các bác nào có tay nghề thì về đóng lại nhá, về cả hàn lại và đóng lại đây. Đấy, nói chung là rất là đẹp. Đấy, bộ này thì nếu mà nguyên zin, nguyên bụi mà làm sạch sẽ đi thì giao lái cũng cao, mà bởi vì cái hàng của Sony này rất là chuộng, bán rất là dễ. Đấy, nguyên bộ cũng giá rất là cao mà bán rất là nhanh. Sony, Ken, Builder, máy dòng bán rất là nhanh. Đây các bác nha, mã số 12 em thanh lý mình cái cục này 5 thớt cáp, bao gồm là một cái thớt CD là trên cục này, rồi một cái thớt gọi là tuner này là thứ hai này, rồi lọc xì là thứ ba này, táp hai cửa AB là số 4 này, và cuối cùng là âm ly này. Đấy, con âm ly này chịu trách nhiệm gánh hết cho những cái này này. Đấy các bác nha. Đấy thì mã số 12 này cũng là kết thúc video. Đấy thì em bán mới giá 2 triệu em bao ship các bác nha. 2 triệu em bao ship này. Đấy. Tình trạng là chưa thử được các bác nha. Mất cái nút ở dưới kìa. Mất cái nút nguồn của âm ly. Em không có bật lên điện được. Đấy các bác về bỏ cái nút vào là ok. Đấy, bởi vì con này nó khá mới chứ nó không có cũ. Rất là ok. Đấy, thì kết thúc video ngày hôm nay, một lần nữa cho em Học gửi lời chào thân ái nhất đến các bác và cảm ơn các bác tất cả những ngày qua đã luôn đồng hành ủng hộ cùng với kênh của em Lê Gia Học ở Thuận An, Bình Dương. Thì chúc tất cả các bác và đại gia đình là ngày mới, tuần mới là luôn luôn may mắn, mạnh khỏe và đi làm kiếm thật nhiều tiền để lo cho tốt cho gia đình, đồng thời này nó là để thỏa sức đam mê của anh em chúng ta về cái ngành âm thanh hàng nội địa các bác nha. Đấy, em Học kết thúc video và xin tổng chào các bác.